Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 6 tháng 11 2022. Cuộc sống nào cũng trôi qua, để lại bao điều xót xa. Cuộc đời luôn là bão tố, với nhiều phiền toái âu lo. Cuộc sống với Chúa bình yên, cuộc sống như các thiên thần. Hạnh phúc chưa chán dịu êm, niềm vui thiên thu triền miên. Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 6 tháng 11 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, tháng các linh hồn. Xin chúc anh chị em và các bạn một ngày Chủ nhật thật vui. Nếu có giờ chúng ta đi gặp gỡ những người thân yêu của chúng ta ở Nghĩa Trang, trong phòng tưởng niệm, trong nhà chờ phục sinh, để cùng hiệp thông cầu nguyện cho nhau trong tín điều các thánh cùng thông công. Anh chị em bắt tay nhau hỏi han nhau trong ngày Chủ nhật thật vui, hưởng hạnh phúc thiên đàng ngay từ bây giờ. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Hôm nay là ngày 6 rồi, chúng ta còn 2 ngày nữa, 7, 8 là hết. Còn các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Trong các thành phố lớn bây giờ thì Nghĩa Trang không còn nữa. Chỉ còn những phòng tưởng niệm, những nhà chờ phục sinh, nơi để hài cốt những người thân yêu của chúng ta, anh chị em đến đó viếng và cầu nguyện cho các linh hồn. Rồi các linh hồn khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Và bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ 32 thường niên 5C. Bài đọc 1 trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, chương 7 câu 1 đến câu 2, câu 9 đến câu 14. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: Vua là một tên hung thần. Vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được vua yêu cầu thè lưỡi, anh liền thè lưỡi can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh thường những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, khi thức giấc con
con tuân nghe giữ lời Ngài dạy con xa đường gian nan, theo bên chân Ngài đi vững vàng, xin nghe lời cầu đáp lại lời con. Lạy Chúa, khi thức giấc con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhạc, như con người giữ gìn nguyện thương con, xin Ngài gìn giữ con sống luôn công minh chính trực, mong được nhìn Ngài khi vừa thức giấc. Lạy Chúa, mời anh chị em mở thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 2 câu 16 đến chương 3 câu 5 trong bài đọc 2. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. Nhưng Chúa là đấng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em. Anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chứng từ trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Hallelujah, hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 20 câu 27, câu 34 đến câu 38 trong bài đọc ngắn. Luca 20 câu 27, câu 34 đến câu 38. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Đức Giêsu nói với họ rằng: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thánh. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.
vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong tháng các linh hồn. Anh chị em ra nghĩa trang để thấy những người đã chết. Rồi chúng ta vào nhà chờ phục sinh để thấy hài cốt họ còn đang nằm trong đó. Rồi chúng ta trở về với cuộc sống của mình để thấy mình vẫn còn đang sống. Có nhiều người nói, thưa cha, có những người họ hơi khó chịu khi mà nghe nói rằng là ai tin vào Đức Giêsu thì không phải chết, còn ai không tin vào Chúa thì phải chết đời đời. Họ mới tức, họ mới giận, họ mới bảo rằng là vậy thì là thế nào? Rồi mấy ông cứ tin vào Chúa thì mấy ông sống, còn tôi không tin vào Chúa thì tôi phải chết đời đời là sao? Tôi phải chết, còn mấy ông cứ sống à? Vậy là sao? Đạo ông là đạo thế nào mà cho mấy ông sống mãi, còn chúng tôi là không tin vào Chúa, tôi phải chết? Cho nên họ không theo đạo nữa. Họ không muốn theo đạo vì cái đạo gì đâu mà cứ tin vào thì được sống, còn không tin thì phải chết. Mà cuối cùng thì họ thấy là người tin có chết không? Có chết không? Có chết. Người không tin có chết không? Có chết mà. Nghĩa trang Công giáo đầy những người chết cắm cây thánh giá này, có đạo đấy chứ vậy không có đạo. Anh chị em trả lời với họ sao đây? Và chính vì không trả lời được cho họ câu đó cho nên họ không muốn theo đạo nữa. Một cho lý cái đó là khựng. Họ có đó là thấy khựng liền. Cho nên khi mình không phân biệt được là cái sống và cái chết như thế nào thì mình sẽ không trả lời cho họ được câu đó. Và chính chúng ta cũng đâm ra phân vân. Cha nói sao? Nói tin vào Chúa thì không phải chết. Bố con mới ung thư chết kìa kìa. Rồi đứa con mới bị sốt sốt huyết cũng chết kìa kìa. Sống đâu? Phải không? Đấy. Vậy nghĩa là sao? Cho nên mình phân biệt là cái sống, cái chết về phần xác thì ai cũng phải chết. Và chết không phải là hết, mà sau cái chết ấy còn có một cuộc sống đời sau. Và cuộc sống đời sau ấy, nếu ta tin vào Chúa, đi vào con đường lòng thương xót của Chúa, đón nhận ơn cứu độ của Chúa thì ta được sự sống đời đời. Đức Giêsu bảo ai tin vào ta thì không phải chết, là không phải chết về phần linh hồn. Còn ai không tin vào ta thì không có sự sống đời đời, tức là không được hưởng hạnh phúc đời đời. Mà họ không tin vào Chúa không phải là lỗi của họ. Vì Công đồ Vaticano thứ hai đã dạy chúng ta rằng là ngoài đạo Công giáo vẫn có ơn cứu độ. Những người không phải lỗi của họ, mà họ không biết Chúa, không tin vào Chúa, họ vẫn theo lương tâm sống ăn ở ngay lành thì họ cũng được cứu độ. Vì ơn cứu độ của Chúa đến cho toàn thể vũ trụ, cả thế giới, cả tạo vật này, chứ không phải chỉ cho người Công giáo mà thôi. Cho nên nếu mà họ tin vào Chúa, họ không được rửa tội, chưa được rửa tội mà họ vẫn tin vào Chúa, họ được cứu độ không? Được chứ, ta gọi là rửa tội bằng lửa. Bình thường là rửa tội bằng nước. Rồi họ tin vào Chúa, họ chưa được rửa tội mà vì họ tuyên xưng cái niềm tin ấy rồi ta bị cấm đạo. Giống như là trong bài đọc 1 ta nghe câu chuyện của 7 anh em, ở đây mới kể tới 4 anh em thôi. Mà nếu những người anh em đó mà chưa được rửa tội mà vẫn tin vào Chúa, họ sẵn sàng đổ máu ra làm chứng cho Chúa thì cũng được rửa tội, gọi là rửa tội bằng máu, bằng lòng mến, bằng lòng tin của họ. Thế thì thưa anh chị em, khi ta hiểu rõ được cái sống cái chết theo đúng nghĩa là sống chết về mặt thể xác này và cái sự sống chết về đời sau, thì người không Công giáo, người không đạo họ sẽ dễ hiểu và họ cảm thấy được rằng là họ nên theo đạo để họ có được sự sống đời đời. Vì đằng nào họ cũng chết, mình cũng chết.
Và họ biết chắc chắn rằng chết không phải là hết. Dù có nói thế nào thì nói, dù có phủ nhận Thiên Chúa thế nào thì phủ nhận. Nhưng, này anh kia, anh không tin Chúa phải không? Anh không tin có đời sau phải không? Bố mẹ anh chết chưa? Chết. Vậy anh có nhớ đến bố mẹ không? Có thờ cúng bố mẹ không? Có thắp hương cho bố mẹ không? Có dỗ cúng bố mẹ không? Sợ làm cái gì? Chết là hết rồi. Còn cái gì đâu mà cầu nguyện, mà cầu khấn, mà cúng dường đủ thứ để cho được bố mẹ được siêu thoát. Không tin, không tin có đời sau thì thôi chết là hết rồi. Mà nếu không tin có đời sau, không tin có sự thưởng phạt, không tin có sự sống đời đời và có hình phạt đời đời, thì anh ăn ngay ở lành để làm gì? Tôi hỏi anh. Anh thật thà chịu thua thiệt để làm gì? Tại sao anh không lên lẹo để lên lương? Tại vì chỉ có đời này thôi mà. Paulo bảo rằng Chúa của họ là cái bụng mà họ chỉ dán mắt vào thế gian này thôi. Anh tin vào thế gian này thôi mà anh tin rằng là chết là hết, không có chuyện sống đời sau gì cả. Vậy thì anh là công tích đức để làm gì? Mà anh không hưởng thụ cho nó sướng đi, phải không? Mà anh chơi cho nó sướng đi, cho nó đã đi. Mạnh được yếu thua đi. Và vì không tin có đời sau thì thế gian nó sẽ loạn. Anh muốn làm gì thì cứ làm. Thiện ác không cần biết. Thiện cũng thế mà ác cũng thế thôi. Có thưởng phạt gì đâu mà sợ. Phải không? Có thưởng đâu mà phải làm, mà nên làm điều tốt. Có phạt đâu mà sợ, mà không dám làm điều gì không hay. Nên nó nguy hiểm vô cùng. Một cái thế giới mà không tin vào đời sau là một cái thế giới người ta sẽ hỗn loạn vô cùng. Mạnh ai muốn làm gì thì làm, mạnh được yếu thua. Cứ hưởng thụ cho nó sướng. Và cuộc sống vô cùng mất hết ý nghĩa. Cho nên những người nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu chủ trương không có sự sống lại, có nghĩa là không tin vào cuộc sống đời sau. Cho nên họ vắt hỏi Chúa Giê-xu là một người có một người phụ nữ có 7 đời chồng, cứ lấy người này thì người chết, xong lấy thằng em, lấy thằng em, lấy thằng em, lấy thằng em. Vậy thì khi mà sống lại, nếu mà có sự sống lại thì người vợ ấy thuộc về ai? 7 người anh em cùng lấy một người vợ đấy. Họ đặt bàn cân cào bằng hết, đời này với đời sau là một. Họ cào bằng thiên đàng hạ giới và thiên đàng trần gian này, thiên đàng hạ giới này với thiên đàng vĩnh cửu đời sau cũng giống như nhau. Chúa Giê-xu mới nói với họ rằng là con cái đời này cưới vợ lấy chồng chứ ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Họ không thể chết nữa đó. Họ không thể chết nữa. Cái chết thần xác là rồi thì họ không thể chết nữa. Vì linh hồn mình là bất tử, bất diệt. Chúa nói chỉ sợ những người giết được cả thân xác lẫn linh hồn thôi. Còn những người chỉ giết được thân xác này, họ chả làm gì được linh hồn mình đâu. Không làm gì được hết. Phần hồn mình muốn được cứu hay không được cứu là hoàn toàn do mình. Có thể cái thân xác này không do mình quyết định. Không do mình quyết định sự sống sự chết. Mình không có quyền quyết định sự sống sự chết của thân xác mình. Nhưng mà phần hồn mình được hưởng hạnh phúc đời đời hay không được hưởng hạnh phúc đời đời do mình quyết định lựa chọn. Chúa cho mình tự do lựa chọn. Nếu mình lựa chọn tin theo Chúa, sống theo Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mình được hưởng hạnh phúc với Chúa. Với điều kiện là mình tin vào lòng thương xót Chúa thì phải sống và thực hành lòng thương xót Chúa. Chứ không phải chỉ tin bằng môi, bằng miệng, chứ không phải chỉ đóng dấu, chỉ lấy cái bằng, chỉ đeo cái phù hiệu lòng thương xót Chúa rồi bảo lên thiên đàng. Không có đâu. Cũng vậy, nếu mà mình đeo phù hiệu, nếu mình có bằng mà mình không thực hành lòng thương xót Chúa thì mình cũng lựa chọn cái chết đời đời. Hoặc là mình khước từ, nhất định không chịu tin vào Chúa thì mình cũng lựa chọn cái chết đời đời. Chúa không ép mình. Chúa không ép, Chúa mời gọi tha thiết để cho mình được tự do lựa chọn. Vì thế mà Augustino mới nói rằng là Chúa dựng nên ta thì không cần ta, nhưng Chúa muốn cứu ta thì phải có sự cộng tác, sự đồng ý của ta. Nào, anh chị em mình lựa chọn sống hay chết? Lựa chọn sống hay chết? To lên, lựa chọn sống hay chết? Sống. Lựa chọn sống hay chết? Sống. Sống, kiểu đó, sống dở hay chết dở rồi. Sống gì mà sống, ta phải sống vui, sống khỏe, sống
vui, sống khỏe, sống đẹp. Ba cái sống mà tôi vẫn nhắc đi nhắc lại. Sống vui, sống khỏe, sống đẹp thì mới gọi là sống. Sống 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 mà như đã chết gọi là sống dở, chết dở. Sống dở, chết dở. Sống vui, sống khỏe, sống đẹp dù bất cứ hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo vẫn vui được mà, giàu hay nghèo vẫn khỏe được mà. Có khi người nông dân nghèo nó còn khỏe hơn là cái ông đại gia ngồi mắt ăn bát vàng, chẳng dám động tay động chân gì cả, suốt ngày sợ không u não thì cũng u gan, không u gan thì cũng ung thư. Còn cái anh nông dân này cứ vui vẻ khỏe mạnh vậy đó, còn sống đẹp nữa vì chẳng ham hố gì cả. Thế không? Còn mình giàu có, ham hố, sợ chết, ích kỷ, lo hưởng thụ, mà càng sợ mất thì nó càng dễ mất. Càng sợ chết thì cái chết cứ bò sau lưng, sắp rồi, giai đoạn cuối rồi, giai đoạn 4 rồi, giai đoạn 3 rồi. Rồi ăn uống cái gì cũng sợ, chất độc, sợ chất độc, rồi đi đâu cũng sợ. Mà đi máy bay thì sợ nó nổ lốp, à quên, sợ nó, cái gì? Máy bay thì sợ gì? Gãy cánh à? Rồi thì gãy cánh đi. Nó sợ mà. Rồi đi tàu, sợ gì? Chỗ nó lại bị chìm. Thôi đi đường bộ thì gì? Sợ xe tông. Thôi thì ở nhà đi, ở nhà thì sợ gì? Sợ trúng gió. Thôi đóng cửa chặt vào, gió nó vào không? Đóng chặt cửa để sợ chết ngộp thở. Lúc nào cũng sợ. Sao sống vui, làm sao sống khỏe, sao sống đẹp được. Chúa nói Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là Chúa kẻ kẻ chết. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Vậy thì nếu mình có quyền năng lòng thương xót Chúa, nếu mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mình tin rằng Chúa là Chúa hằng sống, Chúa của kẻ sống, thì mình hãy múc lấy quyền năng và sức mạnh của Chúa để sống vui, sống khỏe và sống đẹp đi. Mà nếu trong cõi đời này mình sống vui, sống khỏe, sống đẹp thì đời sau mình chắc chắn mình đã đặt chân vào thiên đàng ngay từ bây giờ rồi. Tín thác vào Chúa, sống vui, sống khỏe, sống đẹp. Có người nói, thưa cha, cảm ơn cha, ngày lễ các thánh cha tặng cho cuốn radio Chuyện Các Thánh Sống Với Lòng Thương Xót theo phụng vụ trong năm. Tuyệt vời quá. Con nghe các thánh, Chuyện Các Thánh, nhất là các thánh tử đạo và thánh tử đạo Việt Nam nữa, thì con càng thấy giống như bài đọc một ngày hôm nay. Bốn anh em bị bắt cùng với bà mẹ, họ lấy roi và gân bò đánh để bắt họ phải ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm, bắt họ phải đi ngược lại với giáo lý, với đức tin. Họ nhất định không chịu. Thì trong đây các thánh cũng thế, nhất là các thánh tử đạo. Có em nói cô nghe xong, nhất là các thánh tử đạo, thấy thà nó ra, nó bảo mình có theo đạo không, bảo có, bắn bùng phát chết dễ quá. Đây bắt bỏ đói, bỏ khát, bỏ tù, rồi hành hạ, mỗi ngày đem ra đánh một trận, rồi thích chữ vào má, rồi thì đe dọa, rồi thì dụ dỗ đủ thứ. Có khi cả mấy tháng trời, có khi cả mấy năm trời mới đem ra xử tử. Xử tử thì có khi không có chết ngay. Xử lăng trì tức là xẻo thịt, chết dần dần. Xử phanh thây, tứ mã phanh thây là cột tay chân vào, bốn con ngựa đánh, bốn ngựa chạy bốn ngả, sẽ tan xác ra. Rồi xử đổ nước vào mũi, rồi đạp lên bụng, rồi đú thứ trò hành hạ đến dã man vô cùng. Nghe, đọc, nghe xong thấy rùng mình. Làm sao mà các thánh có thể chịu được như thế? Anh chị em thử lấy tay mà mấy con dao mà mới cắt vào ngón tay, đau lắm rồi. Mình nhức răng như là móng chân nó đau, cũng là chịu không nổi, rên xiết. Còn đây kìm kẹp rồi lửa nung dí vào người, cháy da cháy thịt đi. Rồi đóng vào cái gông cùm như là ngồi cái cũi chó như thế. Rồi ghẻ lở, rồi thì đủ mọi thứ. Với tinh thần mình bị khủng bố ấy. Chúa đâu mà Chúa không cứu mình đi? Tin vào Chúa để chịu khổ như thế này ư? Nói vậy mình sao chịu nổi? Đôi khi đưa vợ con mình ra đánh đập trước mặt mình, nếu mình không bỏ đạo thì nó sẽ đánh đập vợ con mình, chịu nổi hay không? Bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái gian khổ,
nghe chuyện các thánh mới thấy chẳng có thánh nào sướng cả, chẳng có thánh nào mà cuộc sống mà nó cứ thong dong đường mây rộng thanh thang cử bộ, chẳng có thánh nào mà đẻ ra từ bọc điều, chẳng có thánh nào mà thánh từ trong bụng mẹ thánh ra mà đều phải chiến đấu cam go thử thách đủ mọi thứ, từ đau khổ mà đến. Sách Hà Huyền nói họ là có bao nhiêu người họ từ đau khổ mà đến, họ giặt máu, họ giặt áo họ trong máu con chiên, tức là dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của họ, giúp họ được can đảm, được sức mạnh bởi quyền năng của Chúa chứ không phải bởi sức mạnh của con người. Cho nên Phaolô mới nói với tín hữu Thessalonica trong bài đọc 2 là xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi. Sức con người không chịu nổi những đau khổ, những thử thách. Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. Những người không có đức tin, họ sẽ làm những điều tàn ác xấu xa. Tôi cũng nói với anh em là cầu nguyện cho chúng tôi để lòng thương xót của Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh. Ngày hôm nay chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đang được tôn vinh, đang được phổ biến nhiều nơi tới nhiều người. Và chúng tôi là một trong những dụng cụ mà Chúa dùng, những đầy tớ bất tài, bất xứng mà Chúa dùng để phục vụ cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin được gửi đến anh chị em những câu chuyện về các thánh đã sống lòng thương xót Chúa như thế nào, đã chịu gian khổ thử thách như thế nào, đã tin vào vì có cuộc sống đời sau cho nên mới chấp nhận gian khổ ấy. Cho nên khi các thánh tử đạo mà anh chị em nghe báo tin là lệnh xử trảm đã được Đức Vua phê chuẩn, đón nhận cái bản án tử hình, anh sao? Anh ra tòa đi. Anh coi. Tòa tuyên án Nguyễn Quốc Cường xử tội tử hình. Anh làm gì? Khóc rồi có người xỉu té, rồi van xin tha thứ khoan hồng đủ thứ. Còn các thánh tử đạo khi mà đọc Đức Vua Hoàng đế đã phê chuẩn Trần Đình Long án tử, hallelujah, tạ ơn Chúa. Các thánh tử đạo, tôi chẳng dám, tôi chưa làm được. Đọc lộn tên rồi. Nếu không ơn Chúa chẳng ai làm được. Các thánh tử đạo mong ước đến ngày đó mà. Mừng quá, tôi chờ mãi đến ngày này. Còn mình thì xin ngày ấy đừng đến. Sợ chết, ham sống sợ chết. Mà chẳng ai dám nói mạnh đâu. Chẳng ai dám nói mạnh đâu. Mấy ngồi nghe chuyện các thánh xong nói, bây giờ nghe nói hay lắm, nói ngon lắm, mà đến lúc gặp chuyện mới biết. Gặp chuyện mới biết, mới đi vào con đường lòng thương xót Chúa, gặp khó khăn, tí đã muốn bỏ cuộc rồi. Rồi tí thì giận, tí thì dỗi, tí thì hờn. Ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy đu thứ chuyện. Khó lắm. Ngay cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình chưa chấp nhận được mà bảo là tử đạo thì tử thế nào? Hả? Bảo thôi nhé, đi về Mỹ chịu khó mang ít máy về bên Mỹ mà loan truyền lòng thương xót Chúa nữa. Mà cũng còn chưa chịu mang, mà con còn bao nhiêu mắm ruốc với mắm tôm còn phải mang, chưa kịp mang máy. Họ lạnh lùng lắm. Họ lạnh lùng, họ chẳng khao khát gì đâu. Nhưng mà có chuyện gì đến xin cầu nguyện khấn lòng thương xót Chúa thì nhanh lắm. À, đến xin cầu nguyện khấn nhanh lắm. Khấn xong bỏ thôi nhá, đi về chịu khó mang máy sách về, đi loan truyền cho người ta. Thôi con chẳng quen ai đâu, con bận lắm, con chẳng có giờ đâu. Ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy chối leo lẻo. Chưa đánh đã chối rồi, chưa đánh đã khai rồi. Vậy mà rồi tử đạo thế nào? Đưa đến người ta không nhận, nhận thì phủi chân đi đưa người khác chứ. Phải mạnh dạn mà đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người chứ. Đó là cách tử đạo ngày hôm nay, đó là đang sống cuộc sống mai sau từ cuộc sống này bây giờ đấy. Xin cũng cầu nguyện cho tôi thoát khỏi tay người độc ác xấu xa. Bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là đấng trung tín. Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Nhớ, Chúa là đấng trung tín, làm cho anh em được vững mạnh, bảo vệ anh em khỏi ác thần.
trong Chúa chúng tôi tin tưởng vào anh em. Anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em để anh em biết yêu mến Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Đức Kitô đã chịu đựng đau khổ, thử thách và cuối cùng lãnh nhận cái chết như thế nào. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống hàng ngày noi gương các thánh, cũng biết chấp nhận những gian khổ, những thử thách và ngay cả cái chết. Vì chúng ta biết rằng chết không phải là hết, nhưng chết là bước vào một cuộc sống hạnh phúc đời sau, nếu chúng ta luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn mở trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng, sau đó qua trang 11 đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Trần thế là những chua cay, lụi tàn theo ngày than phai. Phận người không còn bình an, sáng hồn hòa lẫn lo toan. Cuộc sống với Chúa bình yên, cuộc sống như các thiên thần. Hạnh phúc chưa chán dịu êm, niềm vui thiên thu triền miên.